Kính thưa quý vị, trong 2 năm trở lại đây, Trung Quốc đã tỏ ra ngày càng quyết liệt trong việc khẳng định yêu sách phi lý tại Biển Đông. Hàng loạt hoạt động quân sự gia tăng cùng với những vụ va chạm liên tiếp với các quốc gia có tranh chấp như Philippines và Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Chúng ta đã biết được sự hung hăng của Trung Quốc tại bãi Cỏ Mây và bãi cạn Sabine, cũng như những hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam thông qua các đợt điều động tàu và máy bay không người lái tại vùng biển của chúng ta. Tuy nhiên, tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn khi vào ngày 29 tháng 9 vừa qua, lực lượng Trung Quốc ngang nhiên quấy rối, cướp bóc và tấn công ngư dân của Việt Nam khi họ đang đánh bắt cá tại ngư trường truyền thống thuộc quần đảo Hoàng Sa của chúng ta. Sự việc này đã khiến nhiều ngư dân bị thương nặng, nhưng may mắn lực lượng cứu hộ Việt Nam đã nhanh chóng hỗ trợ và đưa họ vào bờ an toàn. Đáng chú ý, ngay sau sự cố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10 đã vội vàng phủ nhận cáo buộc liên quan đến việc gây thương tích cho ngư dân Việt Nam. Thế nhưng, chỉ sau một ngày, trên trang 163.com của Trung Quốc lại đăng tải bài viết với tiêu đề "Một sự thay đổi bất ngờ ở Biển Đông", thừa nhận hành vi bạo lực và sử dụng lực lượng quá mức gây ra thương tích nghiêm trọng cho ngư dân Việt Nam. Sự đối lập trong các hành xử và phát ngôn của phía Trung Quốc đã lộ rõ bản chất cháo trở, thiếu nhất quán trong việc đối phó với áp lực quốc tế. Trước những diễn biến này, phản ứng của Việt Nam đã mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Thay vì cách tiếp cận mềm mỏng như trước đây, Việt Nam đã công khai chỉ trích hành vi sai trái của Trung Quốc và kiên quyết bảo vệ chủ quyền trên trường quốc tế. Điều này không chỉ thể hiện sự khác biệt trong đối ngoại mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Vậy sự thay đổi này có ý nghĩa gì đối với cuộc tranh chấp với Trung Quốc trong tương lai? Phải chăng Việt Nam đang nắm giữ lợi thế ngoại giao quan trọng khi có thể đối đầu với Trung Quốc vừa lúng túng vừa hung hăng? Thì chúng ta cùng tìm hiểu phân tích qua video số này. Theo đó, bài viết ngày 2 tháng 10 trên trang 163.com của Trung Quốc có nội dung như sau. Theo báo cáo mới đây của Nhật báo Thanh niên Việt Nam, truyền thông nhà nước Việt Nam ngày 1 tháng 10 đưa tin một tàu cá Việt Nam bị tàu nước ngoài tấn công khi đang đánh bắt trái phép ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Trung Quốc, khiến 10 người trên tàu bị thương, trong đó có 3 người bị gãy chân, tay. Một số phương tiện truyền thông Việt Nam đưa tin hai tàu cảnh sát biển Trung Quốc gần đó đã hạ 3 thuyền bơm hơi cứng và chặn bao vây tàu cá Việt Nam QNG 95739TS. Người trên tàu đã lên tàu cá và đánh ngư dân trên tàu của Việt Nam. Hiện nay, một số phương tiện truyền thông phương Tây đã mô tả vụ việc cho rằng tàu Trung Quốc đã thực hiện hành vi thực thi pháp luật bạo lực đối với tàu cá Việt Nam. Đáp lại, Bộ Ngoại giao nước ta ngày 1 tháng 10 tuyên bố đã tiến hành các biện pháp kiểm soát chuyên nghiệp và có kiềm chế đối với các tàu đánh cá trái phép của Việt Nam và không ai bị thương. Thông thường, lực lượng cảnh sát biển của chúng ta thực thi pháp luật rất văn minh và chắc chắn không dã man như cảnh sát biển Việt Nam hay Philippines. Vì vậy, khả năng cao là Việt Nam đã hợp tác với truyền thông phương Tây để tạt nước bẩn vào người và đổ lỗi cho chúng tôi. Tất nhiên, không thể loại trừ, đó là một tình huống khác, tức là thuyền trưởng một tàu cá Việt Nam có hơn 10 người, trong tay có thể cũng có một số vũ khí lạnh như cờ lê, thanh sắt. Họ cố chống trả quyết liệt và không chịu hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật của quân Trung Quốc, nên hai bên xảy ra xô xát về thể xác, quân Việt Nam không thể sánh được với quân ta và bị thương nhẹ. Nói như vậy, quần đảo Hoàng Sa là lãnh hải của nước ta từ xa xưa, nhưng Việt Nam đã có hành vi chiếm đóng trái phép. Trong số các quốc gia ở Biển Đông, Việt Nam là quốc gia chiếm giữ trái phép nhiều đảo, rạn san hô nhất ở Biển Đông. Trong những năm qua, Việt Nam tích cực khai thác tài nguyên dầu khí ở Biển Đông, hàng năm thu về nguồn thu nhập lớn và nguồn tài nguyên này vốn thuộc về Trung Quốc. Lần này, Việt Nam đánh bắt trái phép ở vùng biển phía Nam nước ta, không chịu hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật thông thường của ta. Cuối cùng thì muốn đánh họ, có thể nói là tự mình gánh trách nhiệm. Vâng, đây là nội dung được trích trên bài viết của trên trang 163.com ngày 2 tháng 10 của Trung Quốc. Vậy thì nội dung bài viết này có phản ánh đúng thực tế hay không? Việc bài báo cáo buộc tàu cá Việt Nam đánh bắt trái phép ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa là hoàn toàn sai sự thật. Việt Nam có chủ quyền, không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa, được khẳng định từ lịch sử lâu đời và theo đúng quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ngay từ thế kỷ 17, dưới thời Chúa Nguyễn, Việt Nam đã thành lập đội Hoàng Sa để ra quần đảo này thực hiện các hoạt động, khai thác tài nguyên và khẳng định chủ quyền. Sang thế kỷ thứ 17, nhà Nguyễn tiếp tục tổ chức đội Bắc Hải nhằm bảo vệ và quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thực tế lịch sử cho thấy, ngay từ những thế kỷ trước,
Việt Nam đã xác lập chủ quyền một cách hòa bình và liên tục đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà không gặp phải sự phản đối từ bất kỳ quốc gia nào. Điều này được ghi nhận trong nhiều tài liệu và bản đồ cổ của cả Việt Nam và thế giới như Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư 1686 hay là Phiểu Biên Tạp Lục 1776 của Lê Quý Đôn, Atlas Thế Giới của Philip Van der Maele 1827, trong đó khẳng định quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam. Theo luật pháp quốc tế, việc chiếm giữ lãnh thổ chỉ hợp pháp khi tuân thủ các quy định về chủ quyền như chiếm hữu hòa bình một lãnh thổ vô chủ, sử dụng vũ lực để chiếm đoạt lãnh thổ như hành động của Trung Quốc năm 1974 và 1988 đối với quần đảo Hoàng Sa là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế được Liên Hợp Quốc khẳng định trong nghị quyết 2625. Như vậy, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và lịch sử để bảo vệ chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và mọi hành động xâm phạm từ phía Trung Quốc đều là bất hợp pháp và trái với công pháp quốc tế. Như vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng việc sử dụng vũ lực chiếm đóng lãnh thổ của nước khác không bao giờ mang lại danh nghĩa chủ quyền hợp pháp cho quốc gia sử dụng vũ lực năm 1974 và năm 1988. Trung Quốc sử dụng vũ lực để chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đã vi phạm vào nguyên tắc này và do đó không bao giờ là căn cứ hợp pháp cho yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Và nội dung bài báo này còn cho rằng lực lượng cảnh sát biển của họ đã tiến hành các biện pháp kiểm soát chuyên nghiệp và có hạn chế đối với các tàu đánh cá trái phép của Việt Nam và không có ai bị thương. Có thể thấy rằng phía Trung Quốc đã chối bỏ thông tin gây thương tích cho ngư dân Việt Nam. Họ cho rằng Việt Nam liên kết với báo chí phương Tây để đổ lỗi cho họ. Thật nực cười, có lẽ người Trung Quốc đã quá quen với hành vi đem tính mạng của người dân nước mình ra để làm bia đỡ hoặc làm lu mờ sự thật thì mới có phát ngôn dõng dạc như vậy. Việt Nam chúng ta thì không bao giờ đem tính mạng người dân của mình ra để đổ trác hay kích động thay đổi sự thật. Sự thật ở đây chính là lực lượng chấp pháp của Trung Quốc đã tấn công dã man và gây thương tích cho ngư dân Việt Nam. Với việc chối bỏ thực tế gây thương tích này của Trung Quốc, có thể thấy rõ là nó xuất phát từ một nỗi sợ. Sợ vì đã quá tay, sợ nhận phản ứng dữ dội từ quốc tế cũng như Việt Nam. Và sợ nhất là hành động này của Trung Quốc trên thực tế là hành động sai trái, đáng bị lên án. Chính vì vậy mà nếu thừa nhận hành vi dã man gây thương tích này, Trung Quốc có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc công kích lớn, lên án dữ dội từ quốc tế cũng như Việt Nam kết hợp cùng với những phản đối lâu nay của quốc tế về vấn đề Biển Đông của Trung Quốc. Thì Trung Quốc vừa sai về lý mà còn sai cả về tình. Việc này dẫn đến bất lợi trong con đường chinh phục Biển Đông của họ. Nhất là khi Trung Quốc đang mong muốn xâm chiếm Biển Đông một cách ít ồn ào mà không gây phản ứng quá mạnh từ quốc tế thông qua chiến lược vùng xám, một chiến lược gặm nhấm khu vực này một cách từ từ. Một lý do khác cho việc chối bỏ hành vi này có thể đến từ việc Trung Quốc nhận thấy vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế tăng cao đáng kể. Và Trung Quốc có lẽ cũng sợ thừa nhận việc này, thì họ cho rằng Việt Nam có cái cớ để xích lại gần hơn với những đối thủ của Trung Quốc như Mỹ chẳng hạn. Việc Trung Quốc xác nhận hành vi ngăn chặn tàu cá Việt Nam nhưng lại chối bỏ hành vi đánh người man dợ thì chúng ta có thể giải thích là vì họ đang lo sợ mà thôi. Vậy thì Việt Nam chúng ta đã phản ứng như thế nào trước sự kiện này? Ngày 2 tháng 10, liên quan đến việc lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc trấn áp, đánh bị thương, tịch thu tài sản ngư dân Việt Nam thuộc tàu cá QNG-95739TS tỉnh Quảng Ngãi trong khi đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 29 tháng 9 năm 2024. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh hành động nêu trên của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đi ngược nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về kiểm soát và quản lý tốt hơn tranh chấp trên biển. Việt Nam hết sức quan ngại, bất bình và kiên quyết phản đối cách hành xử thô bạo của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đối với ngư dân và tàu cá Việt Nam đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, gây thương tích, đe dọa đến tính mạng và gây thiệt hại về tài sản của ngư dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp nghiêm khắc với Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, mạnh mẽ phản đối hành động nói trên của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, khẩn trương điều tra và thông báo kết quả cho phía Việt Nam không tái diễn các hành động tương tự. Đây là toàn văn thông tin phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam với sự việc trên. Vậy thì hành động lên tiếng của Việt Nam lần này có gì khác biệt so với trước kia? Có thể thấy, trước khi có tiếng nói chính thức từ Bộ Ngoại giao, báo chí Việt Nam dù đưa tin về vụ tấn công
nhưng đã không nêu rõ tàu nước ngoài hay tàu lạ là tàu Trung Quốc. Dù những ngư dân gặp nạn kể rằng những chiếc tàu tấn công của họ treo quốc kỳ Trung Quốc và họ bị đánh bởi những người nói tiếng Trung. Chỉ sau khi tuyên bố của bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, báo chí mới chỉ đích danh tàu Trung Quốc là thủ phạm. Việc phát ngôn tàu lạ để chỉ những con tàu của Trung Quốc lâu nay vẫn gây rối, va chạm với tàu cá ngư dân Việt Nam. Chúng ta đã quá quen thuộc, bởi trước đây nếu chỉ đích danh, nó có thể làm căng thẳng hơn quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Và rõ ràng thì tại thời điểm đó gây ra căng thẳng với Trung Quốc, bên thiệt thì Việt Nam sẽ chịu thiệt nhiều hơn. Cũng chính vì nhẫn nhịn tốt mà mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đã có thời gian ít sóng gió hơn. Và chính vì vậy mà Việt Nam đã tích cực bồi đắp các đảo thực thể chúng ta có chủ quyền từ trước, từ đó củng cố lãnh thổ của mình, cũng như xây dựng sức mạnh quân sự và ngoại giao, mở rộng quan hệ, nâng cao vị thế. Có thể thấy, dù có phần chậm trễ, nhưng tuyên bố chính thức của phía Việt Nam được cho là đã lên án Trung Quốc một cách mạnh mẽ, thẳng thắn hơn, ít nhất là so với năm 2023. Và cũng trong một tuyên bố vào tháng 8 năm 2023, sau khi một ngư dân Việt Nam trình báo bị tấn công khi đánh bắt cá ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao đã lên tiếng phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực nhưng không nhắc đến Trung Quốc. Và lần này, ngôn từ của Việt Nam được đánh giá là mạnh mẽ và trực diện hơn, nêu rõ đích danh Trung Quốc và gọi những hành vi của nước này là hành xử thô bạo. Không chỉ phát ngôn lần này, mà những bước đi của Việt Nam trong thời gian gần đây cũng thấy rõ sự mạnh bạo, sự khác biệt hơn bằng những việc như Việt Nam nộp đệ trình thêm lục địa mở rộng khu vực trung tâm vốn đã trì hoãn nhiều năm dù đã chuẩn bị xong hồ sơ từ năm 2009. Hai, việc chúng ta mở rộng bồi đắp đảo quy mô lớn ở quần đảo Trường Sa, rồi đến việc lần đầu tiên tập trận với lực lượng cảnh sát biển Philippines, lần đầu tiên triển khai các tàu hải quân tới Úc tham gia tập trận cùng các nước phương Tây. Về mặt chính sách, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy có nhiều tín hiệu cởi mở, như việc lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đối thoại với học giả quốc tế trong không gian mở tại Trường Đại học Columbia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Mỹ giúp Việt Nam phát triển công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và máy tính lưỡng tử, đều là những lĩnh vực mà Trung Quốc đang cạnh tranh với Mỹ. Hay trong một chuyến công du đến Trung Quốc, với cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước cần kiểm soát, xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển. Vấn đề Biển Đông cũng được đề cập trong tuyên bố chung Việt-Trung sau chuyến đi này. Như vậy có thể thấy rõ, phát ngôn lần này của Bộ Ngoại giao đã thẳng thắn, mạnh bạo trong việc đáp trả Trung Quốc so với trước đây. Điều này có thể đến từ vị thế của Việt Nam đã khác rất nhiều. Chúng ta cũng đã từng bàn đến câu chuyện chính người Trung Quốc cũng đang nhận ra tầm quan trọng của một Việt Nam độc lập, ổn định, phát triển đối với họ. Chính vì vậy, khi tâm thế đã cao và vững, Việt Nam thẳng thắn nói ra tiếng nói của mình là một điều hoàn toàn hiển nhiên. Vậy thì, điều này mang lại ý nghĩa gì trong việc giải quyết tranh chấp của Việt Nam với Trung Quốc trong tương lai? Qua sự việc trên, ta có thể thấy rằng, Trung Quốc thì nhận việc gây rối nhưng lại không nhận việc gây thương tích dã man cho Việt Nam. Còn Việt Nam thì đã phát ngôn đáp trả việc này một cách thẳng thắn, nêu đích danh Trung Quốc, cũng như yêu cầu nước này khẩn trương điều tra và ra thông báo kết quả cho phía Việt Nam, không tái diễn các hành động tương tự. Điều này cho thấy rõ ràng trong việc giải quyết những xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc, mặc dù hành động thực tế của Trung Quốc có hung hăng, thế nhưng phát ngôn chính thức thì lại như đang lùi một bước với Việt Nam. Còn Việt Nam rõ ràng đã tiến nhiều bước trong những phát ngôn chính thức của mình. Rõ ràng, Việt Nam đang áp đảo về mặt tiếng nói chính thức hơn Trung Quốc. Như vậy, trong tương lai, chúng ta có quyền tin rằng một Việt Nam sẽ càng mạnh mẽ, thẳng thắn hơn, rõ ràng hơn trong việc đáp trả cũng như giải quyết các tranh chấp với Trung Quốc. Sự yếu thế trong cách đáp trả có thể thấy Trung Quốc đang dần đối lý với Việt Nam trong các tranh chấp tại khu vực Biển Đông. Như vậy có thể thấy, trong bối cảnh tranh chấp căng thẳng tại Biển Đông, đặc biệt là khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách xử lý của chúng ta đã ngày càng tỏ ra sắc bén và cương quyết, trong khi Trung Quốc lại đang thể hiện sự lật lọng, tráo trở trong ngôn từ. Đối mặt một cường quốc có tham vọng bành trướng và thường xuyên gây hấn như Trung Quốc, Việt Nam đã thành công trong việc khẳng định vị thế độc lập, tự chủ của mình trên trường quốc tế, đồng thời không ngần ngại lên án các hành vi sai trái từ phía Bắc Kinh. Điều này không chỉ là minh chứng cho sự vững vàng trong ngoại giao, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trung Quốc trong nhiều năm qua đã có những động thái gây hấn tại Biển Đông nhằm thực hiện hóa tham vọng kiểm soát toàn bộ khu vực, trong đó quần đảo Hoàng Sa, điểm nóng của tranh chấp, khi Trung Quốc liên tục có các hành động xâm phạm, thậm chí là tuyên bố chủ quyền vi phạm. Tuy nhiên,
Điều đáng chú ý là trong các động thái gần đây, Trung Quốc đã bắt đầu chốt bỏ một phần sự thật và không còn giữ lập trường mạnh mẽ như trước. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng lớn. Các quốc gia lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á đã liên tục chỉ trích Trung Quốc vì các hành vi gây bất ổn trong khu vực. Những cuộc đối thoại và diễn đàn quốc tế đã trở thành nơi để các nước nhỏ như Việt Nam đưa ra những lập luận sắc bén khiến Trung Quốc không thể hoàn toàn bác bỏ hoặc sử dụng sức mạnh quân sự như trước. Trong cuộc chiến ngôn từ này, Trung Quốc bắt đầu cho thấy dấu hiệu đuối sức, không còn có thể dễ dàng lấn át các quốc gia láng giềng như trước đây. Trái ngược với Trung Quốc, Việt Nam đã cho thấy sự khéo léo và kiên cường trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Những năm trước, Việt Nam thường có thái độ mềm mỏng, đôi khi tránh nêu đích danh Trung Quốc trong các phát ngôn ngoại giao về tranh chấp tại Biển Đông. Tuy nhiên, với sự lớn mạnh và phát triển mạnh mẽ về ngoại giao, Việt Nam đã trở nên cương quyết và thẳng thắn hơn. Không chỉ nêu đích danh, Việt Nam còn mạnh bạo trong việc chỉ trích các hành vi vi phạm của Trung Quốc, thể hiện một lập trường không khoan nhượng đối với bất kỳ hành động xâm phạm nào. Điều này thể hiện rõ trong các bài phát biểu của các lãnh đạo Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, nơi mà họ không ngần ngại lên án trực tiếp các hành động sai trái của Trung Quốc. Việc Việt Nam có thể đứng lên và thể hiện lập trường mạnh mẽ này chính là kết quả của sự phát triển về mặt ngoại giao và kinh tế. Vị thế quốc gia đã thay đổi. Việt Nam không còn là một nước nhỏ bị chi phối bởi các cường quốc mà đã trở thành một quốc gia độc lập, tự chủ với tiếng nói có trọng lượng trên trường quốc tế. Thành công của Việt Nam trong việc đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông còn bắt nguồn từ việc đất nước đã xây dựng được mối quan hệ đối tác với nhiều quốc gia lớn mà không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc và cả Liên minh châu Âu đều coi trọng vai trò của Việt Nam trong khu vực. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường vị thế trong một cuộc đàm phán không chỉ về chủ quyền lãnh thổ mà còn về các vấn đề kinh tế, an ninh quốc phòng. Không chỉ vậy, Việt Nam còn được coi là một hình mẫu trong việc cân bằng quan hệ ngoại giao giữa các cường quốc. Mặc dù Trung Quốc vẫn là đối tác kinh tế lớn của Việt Nam, nhưng Việt Nam đã thể hiện rõ ràng sẽ không để bất kỳ quốc gia nào chi phối quyết định của mình. Chính sách 4-0 của Việt Nam, không liên minh quân sự, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự, không liên kết với nước này để chống nước khác và không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế là nền tảng giúp Việt Nam giữ vững độc lập, không rơi vào vòng xoáy cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn. Một điều rõ ràng là trong cuộc chiến ngôn từ và trong các động thái ngoại giao, Trung Quốc hiện đang tỏ ra yếu thế hơn so với Việt Nam. Mặc dù Trung Quốc vẫn tiếp tục chính sách bành trướng và tăng cường các hoạt động quân sự ở Biển Đông, nhưng về mặt ngoại giao, họ đã không còn giữ được sự mạnh bạo như trước. Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ không chỉ từ Việt Nam mà còn từ cộng đồng quốc tế. Trái lại, Việt Nam đang ngày càng củng cố vị thế của mình, không chỉ trên phương diện chủ quyền mà còn trong mối quan hệ ngoại giao với các nước lớn. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.